Đứng lại. Nè nè. Trả lời. Cái gì vậy? Nè. Leo leo kiếm thang. Con làm cái gì vậy? Nè. Kiếm chúng ta làm gì được kiếm chúng vậy? Chạy nữa con ơi. Không đứng đâu. Không đứng. Kiếm thang. Kiếm thang. Con đứng đâu. Con ơi. Lấy con nghe không? Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy hả? Tụi bay muốn làm loạn trong nhà này hả? Bà Oanh, bà nói đây. Dạ. Tôi biểu, bà nói đây tôi biểu coi. Trời ơi. Dạ. Nè, nè, cậu bể vậy nè, nè nha. Má con bà đó nghe chưa? Là đồ cái thứ trôi sông lạc chợ à. Má con bà vô đây chỉ biết phá hoại không à. Đó, để tụi nó hả? Dội như cái chợ vậy kìa. Để rồi đó, dẹp đi. Để con thôi. Dạ. Ông ra mà thấy hả? Dạ. Má con bà biết nhà. Dạ. Tôi nghe chưa? Dẹp. Sao mày xô má tao? Trời ơi, cái gì vậy? Dạ tao nó xô. Rồi sao? Bà con. Nó xô nè. Má làm cái gì vậy? Má xin má không đừng bà con. Con có sao không? Má ơi chết rồi. Má rồi. Trời ơi con. Trời ơi. Thằng Kim Phan. Mày đánh sao làm con tao chảy máu rồi nè. Trời ơi ông ơi là ông ơi. Ông ra coi má con rơi xong đặt chợ đây nè ông ơi. Ông coi đó ha. Mới nước mắt thôi mà muốn làm loạn trong nhà ra rồi kìa. Nó là bể bình bông nè. Rồi đánh Kim Vinh chảy máu nữa kìa. Chuyện này là sao hả? Đứa nào là bể bình bông của tao? Là thằng Kim Phan nó rượt thằng Kim Vinh rồi cái đầu nó ủi vào bình là bể cái bình rồi nó còn đánh thằng Kim Vinh chảy máu nữa kìa. Tao hỏi đứa nào làm bể cái bình? Là thằng Kim Phan nó làm bể cái bình. Ông có nghe tôi nói không? Rồi nó còn ông làm cái gì vậy? Im để tôi nói. Tôi không im. Ông làm gì tôi? Mà quá quắc lắm nha. Mà càng nghe càng quá quắc. Thế tôi nín nhịn. Đứa đừng chân lên đằng đầu ha. Rồi sao hả? Tụi nó có phải là anh em không? Tụi nó không phải là anh em. Còn ông á, ông nhớ đi. Ông nhớ lại cái thỏ nghèo sơ nghèo xác của ông đi. Ông nhớ lại cái thỏ hàng di của ông đi. Nếu mà không nhờ cha mẹ tôi đưa tiền cho ông á thì ông có được cái tiệm lụa này không? Ông có được cái cơ nghiệp như ngày hôm nay không? Rồi ông biết ơn, ông đã quán như vậy đó hả? Ông ra ngoài á, ông trăng quá. Ông rước cái con đào hát này về nhà. Rồi còn sinh con đẻ cái nữa hả? Tôi vì cái thể diện của nhà này, giữ thể diện cho ông, tôi mới nhịn nhục cho nó vô trong cái căn nhà này. Rồi bây giờ ông coi kìa, nuôi ông tay áo, nó phá hoại căn nhà này vừa lòng gì vậy ông chưa? Rồi bây giờ ông kêu tôi nhịn, ông kêu tôi nhịn là sao hả? Tôi không có bình chuyện ai hết. Tôi muốn hỏi là ai đã làm bể cái bình này? Là tôi đã nói với ông mấy rồi. Mấy đứa bay nữa hả? Mấy đứa bay nữa là bể cái bình còn chưa đủ tội hay sao hả? Còn được đánh nhau hả? Là tại chết mà là định tại, làm nó, ha? Là tại anh em tụi bay. Anh em cái gì? Là tôi nói nó. Tôi nói thằng Kim Phan nó được đánh thằng Kim Chinh chảy máu mũi như vậy nè. Nó là bể cái bình bông nè. Ông không tin em hỏi má nó đi. Bây giờ tao hỏi thằng Kim Chinh hay thằng Kim Phan là bể cái bình? Tôi nói thằng Kim Phan. Bà Quân, có phải thằng Kim Phan nó là bể cái bình không? Có phải không? Bà cúi đầu là bà nhận rồi còn cái gì nữa? Tại sao vậy hả? Bà có biết là cái bình này nó đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Bà thấy con bà tội lỗi ghê chưa? À, rồi bây giờ á bà giả bộ mà khóc qua hứng phải không? Ừ, thì thằng Kim Vinh nó làm bể đó. Rồi tôi đền, ông vừa làm vừa dạ chưa? Mày đứng mày ngó nữa hả mày? Mày đứng mày ngó tao hả? Mày ngó tao hả? Tao cho mày bể đầu mày đó. Má ông Bình con. Má ông Bình con. Bình cái gì mà Bình? Dạ thưa. Dạ do thằng Kim Phan nó có lỗi. Còn dạy cái mà em xin khấu đầu nhận lỗi. Em xin ông bá tha lỗi cho thằng nhỏ. Thôi bể thì cũng đã bể rồi, kêu gia nhân ở trong nhà nó ra dọn dẹp ở chỗ này đi. Chứ để không tôi cứ sùm rồi khách khứa họ tới họ biết không có hay, hiểu chưa? Để cho nó dọn. Dọn đi. Dạ. Kìa bà, có sao không? Có sao cái gì? Chảy máu chút xíu thôi làm cái giọng tiếng ghê. Ông đi vô trong. Đi vô con. Dạ. Đi. Trời ơi, cách cửa đi đâu mất tiêu hết trơn rồi nè. Đi vô trước nha. Con có sao không con? Má đừng có sợ, con sẽ làm chủ cái tiệm lụa đó. Con nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ có người nào nghe học lại với má lớn là má con mình không có sống yên trong căn nhà này đâu. Con không sợ. Con trai, nghe má nói nè, con phải ngoan,
phải biết nghe lời má lớn, đừng có gây sự với anh hai nghe chưa. Thằng đó mà anh hai gì, nó suốt ngày ăn xúc mặt xuống rồi đi phá làng phá xóm, má không công bằng, cả cha cũng vậy nữa. Phan nè, nghe má dặn, dù gì thì Kim Chinh cũng là anh hai của con. Ảnh có quấy thì cha với má lớn sẽ dạy dỗ ảnh. Còn con, mình là em thì phải lo bổn phận em, nghe không con? Má thấy con kêu Kim Chinh thằng này thằng nọ, rồi xưng mày tao với anh như vậy, người ngoài người ta nghe được, người ta nói má không biết dạy con, hỗn hào, không biết thứ tự trên dưới. Như vậy má không có bằng lòng đâu. Nhưng mà thằng đó đâu có đáng mà anh hai. Nó hỉ là con má lớn, nó lên mặt với con nhất quyết không kêu là anh đâu. Con không phục nó. Mình gói rơm thì yên phận gói rơm con à. Ủa má, phận gói rơm là gì vậy má? Khi nào lớn con sẽ hiểu. Bây giờ con phải nghe lời má, phải biết nhịn anh hai, để má lớn còn cho con ra tìm lụa. Đau lắm phải không con? Dạ không, con không có sao đâu má. Nè, má luộc trứng cho con nè. Con ăn đi, con ngồi đây ăn nha. Má ra má lấy đồ vô nha. Dạ. Mày dám đánh con tao hả? Con không có. Tại sao nó đánh con vậy? Nó ăn vụng trứng gà, bị con phát hiện, nó còn quay qua quýnh con nữa. Ha, má con của bà ha, dạo này động hành lắm rồi ha. Dám đánh con của tao nữa hả? Mày đâu? Ra tao biểu coi. Dạ dạ, bà kêu con. Nè, bây giờ tao trừng trị cái tội mày nghe chưa? Tao lấy giày tao trói mày lại. Còn bà, bà dạy con bà hay quá ha. Bà quỳ ở đây đi, xá mối tội lỗi của mình. Muốn phạt phạt tôi nào? Tôi muốn quỳ chung với má tôi. À, mày trả treo chứ gì? Mày muốn quỳ phải không? Hai má con tụi bay ra trước sân mà quỳ. Dẫn nó đi. Dạ, vô con. Đem hai má con nó đi. Đi bà ơi. Tụi nói á, cái Phong Vũ mà hát chung với cô Đào Hồng Thắm á, trời ơi, ta nói
nó ngọt hơn mấy lùi nữa đó đa. Trời ơi, mê hát vậy mà ghét người ta dữ thần không? Ủa bà nói tôi ghét ai? Bà Ba Oanh chứ còn ai trồng khoai đất này. Hồi xưa bà là đạo chánh đó nha. Vậy hả? Ừ. Ủa chứ mà bà không nghe hả? Mỗi lần mà bà lớn bà tức lên á, bà chửi là sướng ca vô loài à. Sướng ca vô loài hả? Hả? Sướng ca vô loài hả? Mấy người có quyền gì mà nói má tôi? Phan ơi, con kệ người ta đi con. Con về là má mừng rồi. Con có sao không con? Hả? Đó, má đó. Má giúp người ta chứ cố vô. Người ta nói xấu má kìa. Con đói bụng không? Má, má có cái này cho con ăn nè. Má à, hay là mình đừng có ở đây nữa nha má. Không ở đây thì ở đâu con? Ở đâu cũng được. Con sẽ đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi má. Không phải đâu con. Có những chuyện con nít không hiểu được. Phan à, con lớn rồi, con không phải là con nít nữa. Má lớn nói với con, vì con và gia đình ngày càng xuống dốc đó. Nhưng từ khi con ra ngoài tiệm lộ phụ, con biết má lớn hay gom tiền để đi đánh thương sắt. Bữa nào má lớn thua, hai má con mình bị chửi à. Thằng Kim Trinh nó lén ăn cắp tiền của má, đi đá gà kìa, sao cha không nói nó? Phan, con đói chưa? Má có cái này cho con ngon lắm. Con chưa đói, con muốn má đi với con. Kim Phan, nghe má nói nè. Hay là con muốn má nhảy sông chết rồi con mới hài lòng hả? Không, con không muốn má chết đâu. Vậy thì con phải ngoan. Con phải biết phụ cha với anh làm việc thật tốt ở tiệm lụa. Dạ con nhớ rồi, con sẽ giành lấy tiệm lụa đó. Hả? Con nói vậy mà tới tay bà lớn là má con mình sống không có yên đâu đó. Má không tin con sao? Má tin, con trai của má giỏi mà. Dạ, con biết rồi, con sẽ bảo vệ má. Thằng Kim Trinh mà động tới má là nó sẽ biết tay con. Không cần con làm vậy. Con chỉ cần ngoan, biết nghe lời cha, làm vừa lòng má lớn, không gây gổ với anh Kim Trinh nữa là má vui rồi. Má sẽ không chết đâu. Thì dạ má. Ừ. Con đói bụng lắm phải không? Thôi kệ đi, mình không sao đâu. Có gì ngày mai vợ chồng mình ra chợ rồi chào hàng người ta tiếp nha mình. Bà đó nghe chưa? Bà gan lắm đó. Lúc này bà dám leo đầu lên cổ tôi mà ngồi nữa đó hả? Dạ thưa bà lớn, tôi không dám. Bà mà không dám, bà mà không dám, không dám mà cả gan xúc gạo cho thằng Miền. Mà trong khi cái nhà này nè, bây giờ không có gạo mà ăn. Sao? Hay là bây giờ á, bà nghĩ thằng con trai của bà được ra riêng làm ăn, rồi có chút đỉnh tiền, ra vẻ làm bà lớn trong nhà này đúng không? Từ ngày về cái nhà này á hả, con mới biết thế nào là nuôi ông tay áo đó má. Nhìn cái gì? Quá ức lắm hả? Mẹ thì sướng ca, con thì nghiệt chủng. Dẫu một bước vô cái cửa nhà giàu á thì cũng là sướng ca, cũng là nghiệt chủng. Má nói làm chi cho mệt vậy? Nè, cái nhà này đó ha, là cái nhà kinh dinh cảnh vẽ giàu có nhất làng. Mà từ ngày á má con bả bước chân vô cái nhà này nè, ăn bám làm cho cái nhà này ngày càng xuống dốc hà. Đã cái thứ ăn bám sống nhờ mà còn dám làm quyền nữa à. Bà gan quá. Dạ, là má thằng Miền bệnh nặng, mà cả tháng nay nhà nó toàn ăn khoai nên tôi... Nhà nó ăn khoai kệ cha nhà nó. Mắc cái giống gì mà lấy gạo nhà này đem qua cho nhà nó hả? Đã đem cho tôi nữa hả? Tôi nói cho bà biết nghe chưa, bây giờ á bà qua bên nhà thằng Miền, bà lấy gạo nhà đó bà đem về cho nhà này ha. Còn nếu bà không dám qua bển đó thì bà đứng đây đi. Không đứng nữa, bà quỳ gối xuống đi để bà sám hối tội lỗi của bà. Quỳ xuống. Quỳ kìa. Dạ. Má tôi kêu bà quỳ kìa. Má, má, má đứng lên đi. Phạ, má. Bà lớn, số tiền này á đủ bù lại cho số gạo mà má tôi đưa qua nhà thằng Miền chứ? Má lớn nè, đến khi nào thì má mới thôi ức hiếp má tôi vậy? Má con đi vô trong đi má. Cái thằng đầu bò mặt thấy ghét mày ỷ, mày có chút đỉnh tiền là nhờ vợ giàu có mày cho rồi mày lên mặt với tao hả? Bộ má còn giận con sao?
Mà má nè, má cũng thiệt tình. Nhà mình á, bây giờ đâu còn như ngày trước đâu. Mà má xúc gạo cho anh ta làm chi? Má thấy không, má lớn lấy cái cớ đó lôi má ra, cứ hở xài xỉ rồi ức hiếp má hoài à. Người ta cũng vẫn tôi tớ, làm công cho nhà bà Ba Hộ cả đời. Bây giờ già, đau ốm bệnh tật, thèm chén cháo trắng, nhà hết gạo, mà ăn toàn khoai với bắp hầm, nên má lén xúc mấy lít gạo cho nó. Má thương người quá à. Mà má nhớ lại đi, bà Bảy á, hồi làm công ở nhà mình á, có thương gì mình đâu mà má lại giúp người ta. Ai cũng có lúc sai lầm mà con, cứ chấp vậy thì chỉ tự khổ mình. Má à, má cứ tha thứ cho người ta riết à. Má thấy không, má lớn có bao giờ tha thứ cho má không? Má lớn có lý của má lớn, mà là má sai mà con. Má à, má không có sai gì hết trơn á. Người sai phải là cha kìa. Má đừng có giấu con nữa, cái chuyện này con biết hết trơn rồi. Con biết cái gì? Là do cha lừa dối má. Cha nói dối má là cha chưa có vợ, rồi má mới theo cha đúng không? Chuyện này con nghe ở đâu? Má à, có bữa cha nói với con trong lúc cha say rượu. Cha thương má, nhưng mà cha sợ má lớn. Chỉ vì má lớn là con nhà giàu, còn má chỉ là một cô đầu hát thôi. Cái nhà này á, ngày càng xuống dốc là do má lớn bài bạc. Vậy mà hả, mọi việc á cứ đổ hết lên đầu con, nói là tuổi con khác với cha, chửi má là sướng ca vô loài. Sướng ca vô loài, họ luôn coi má là như vậy mà. Mà đào hát có tội sao? Cha con hồi đó đâu chỉ đào hoa phong nhã, mà còn là một người trượng nghĩa nữa, xem tiền như cỏ rác. Ông để ý má hồi nào má đâu có hay, cho đến khi bà bầu nói cho má nghe, má mới biết. Má thấy cha con thiệt lòng thương má, nên má mới ưng. Nhưng vì má là đầu chánh, nếu má bỏ đoàn thì rã gánh, nên má không dám. Má mồ côi nên coi bà bầu như má ruột. Nhưng cha con ổng cũng tâm lý lắm, ổng hiểu nỗi lo lắng của má, nên mang đến đặt vào tay bà bầu một số tiền lớn, coi như là giúp đoàn. Lúc đó má đâu có hay cha con có vợ là bà Ba Hộ. Chừng biết ra thì má đã mang bầu con được 7 tháng. Bà Ba Hộ không đánh ghen, nhưng dỗ dành má về ở chung. Lúc đó má sợ lắm, nhưng vì thương con, thương cha con, nên đành phải theo bả về đây. Căn răng chịu đủ sự hành hạ của bà lớn để nuôi con khôn lớn. Riết rồi má cũng quen. Má, con thấy thiệt thòi cho má quá. Má vì con mà má cắn răng về đây, chịu sự hành hạ của má lớn như vậy. Má, con hứa con sẽ kiếm thật nhiều tiền, con sẽ có nhà riêng, rồi con về con trước má đi. Rồi chuyện buôn bán của con sao rồi? Tới 3 tháng vợ chồng con mới về. Ở nhà má lo, bữa nào má cũng ra ngoài trong ngóng hết trơn á. Trời ơi má, chừng nào con xong việc á con sẽ về, con đâu có nhỏ đâu má trông ngóng làm chi. Chuyện buôn bán á má ế ẩm lắm. Nhưng mà hả, vợ chồng con đi lâu như vậy càng tốt, chứ ở cái nhà này gặp vợ chồng thằng Kim Chinh á càng mệt thêm. Má thấy không, vợ chồng nó cứ sai khiến vợ con như là người ở trong nhà vậy đó. Đã nói là đừng nhắc tới thằng Kim Chinh nữa mà, con á lại gom tên nó chất đầy ở trong bụng như vậy đó, rồi tự chuốc thêm bực bội.
Kỳ này về ở với má được mấy ngày. Lần này hả má? Chừng nào má đuổi con mới đi. Thật cha mày. Mà má nè, lần này về á, con tính á là con mượn cha ăn ít tiền. Mượn cha con? Dạ. Không đời nào đâu. Không sao đâu má. Rồi cha sẽ cho con mượn. Con biết cách làm cho cha vui và hài lòng rồi. Mà trước khi con mượn tiền cha, thằng Kim Chinh, con sẽ cho nó một vố thật đau, vì tụi nó dám hùa với má cả, để mà ức hiếp má. Bỏ được thì bỏ đi con. Con không bỏ đâu. Con nói thiệt với má, con mà có mặt ở nhà hả, nó thử đi, nó mà hùa với má lớn, ăn hiếp má hả, con đập cho nó lội giò luôn. Thôi mà con. Ở đó mà lên mặt với con. Thằng hai đâu rồi? Dạ thưa cha, con cũng không biết nữa. Có gì đâu, không lẽ bây giờ bắt nó ở nhà nó úm vợ? Đàn ông phải cho nó ra ngoài mới làm được chuyện lớn chứ. Lúc nào hỏi tới thằng hai thì nó cũng bị tâm bị tích ha. Nó mà làm nên trò trống gì á, tôi gọi nó bằng cha. Tôi đổi nó lên đầu luôn. Ông nghĩ con ông á, đứa nào cũng thích quanh quẩn bên ông như cái thứ trôi xong lạc chợ kia hả? Chỉ có mấy cái thứ đó đó, nó mới giỏi cái trò nịnh nọt quanh quẩn bên chân ông giống như là chó giật xương vậy đó. Bà đàn bà biết cái gì mà nói. Tôi mà không nói á thì giờ này á, chắc ông đem về một chục đứa nhỏ rồi không chừng á. Ôi cha. Dạ cha. Mày đấm bóp hay là mày bẻ xương tao vậy hả? Con đấm bóp không mà làm không nên thân nữa. Dạ con xin lỗi cha. Đúng là vô dụng mà. Đi đi. Dạ. Có chuyện gì vậy mình? Nghĩ tới tức thiệt. Cũng là con cái trong nhà, một đứa thì được coi như là trời, còn một đứa đặng đạp với bùng. Mình thử nghĩ coi, lúc còn đi học á, anh hai á thì học được trường pháp trên tỉnh kìa, còn tôi á thì phải học ở trường làng. Giờ làm ăn á, chuyện buôn cũng không giao cho tôi quản, bắt tôi là chạy việc giặt thôi. Em thấy cha cũng đâu có đối xử tệ với nhà mình đâu mình. Nếu cứ vậy hoài á, tôi chịu không nổi đâu. Tôi sẽ chứng minh cho cha với má lớn thấy, cái thằng trôi sông lạc chợ như tôi sẽ làm nên trò trống, chứ không phải một thằng bất tài vô dụng đâu. Mà em thấy má lớn cũng thiệt là kỳ. Anh hai thì được học trường Tây, chị dâu thì cũng con nhà giàu, muốn trăng được trăng, muốn sao được sao. Vậy đó, má lớn còn muốn gì nữa? Ai biết được tâm ý của bà. Mà sao em thấy anh hai dạo này hay ra tiệm tập quá của bà Hương, chơi bài tay lắm đó mình. Em còn nhớ là hồi trước anh chê là chơi bài chán òm à, chơi đá gà vui hơn. Không lẽ bây giờ anh đổi tánh, chuyển qua chơi cờ bạc hả mình? Mình nói sao? Anh hai anh đi ra ngoài tập quá của nhà bà Hương để đánh bài á. Hàng tập quá của dì Hương. Sao vậy Minh? Ủa Minh, Minh đi đâu vậy Minh? To giỏi lắm. Mai mốt á, Toa mà về với Mo rồi á, Toa sẽ đi xe quê kỳ. Mo sẽ là người mua xe quê kỳ về cho Toa chạy. Toa cũng biết rồi, nhà của Mo ở đây á, cò bay coi như là gãy cánh, thẳng cánh. Cho nên là về với Mo, Toa sẽ được sung sướng.
Kim Trinh! Nè, cái thứ đàn bà nha, ăn no phè phỡn thì dụ dỗ chồng người khác, bộ không biết nhục hả? Còn ông nữa, ông dám nói cái gì? Mở cái gì? Mở sự quê kỳ hả? Cò bay thẳng cánh hả? Chồn gãy luôn nha, nha. Ôi mở, bỏ ra, bỏ tôi ra. Mở làm cái gì vậy? Nè, bỏ ra. Ôi, chồn chết. Ôi mà, tôi nói mà nghe không? Bỏ ra, ra. Có chuyện gì vậy? Bỏ ra chưa? Bỏ ra. Tụi mày có thôi đi chưa? Giỏi quá ha. Đẹp mặt chưa? Trời, cho bớt nóng đi chứ. Không ngờ lúc đó. Còn đứng lên nữa. Đẹp mặt lắm ha. Thôi cha, cha đừng có nóng nữa. Thôi mình về nha cha. Cô dẫn cha đi ha. Tụi mày đúng là, đúng là cái thứ ăn hay mà. Bây giờ còn để vô làng xóm người ta cười vô mặt kìa. Thằng Hải Chinh, tao nói cho mày biết kìa, từ ra vì sao mày mà bước ra ngoài, tao đánh gãy chứ. Sáng ra tìm dạy, chiều về nhà học tính, được chưa? Con nghe lời cha. Nhưng mà cái thứ vợ này á, con muốn bỏ. Bây giờ nó làm rùm beng lên như vậy á, nó làm mất mặt gia đình mình hết trơn. Rồi gia đình mình còn gì giao phong nữa. Ngày mai á, cha cho phép con trả nó về cho bên nhà nó đi. Gia phong cái đầu ông. Nè, ông đi mèo mã gà đồng hả? Tối ngày đi ăn nằm với con quỷ cái đó, bây giờ còn đòi bỏ tôi hả? Tôi nói cho ông nghe nha, tôi mà có chết á là tôi kéo ông theo đó, nghe chưa? Thôi, giữa nhà như vậy nè mà nó còn hung dữ cỡ đó đó. Cái gì? Nó không ông để mà cha đi. Hả? Con làm cái gì vậy? Mày bỏ vợ hả? Tao không từ mày là may lắm rồi. Thôi được rồi cha, con xin cha bớt nóng. Con thiết nghĩ á, anh hai, con biết tội của anh hai rồi, cha đừng có la anh hai nữa. Thôi cha, con biết tội của con rồi, cha lo cho sức khỏe của mình một chút đi. Ngày mai á, con ra tìm giải với cha. Mày mà còn sống theo cái kiểu dựa dẫm giặt dẹo nữa, tao từ mày đó. Còn tài sản cái nhà này, tao không chia cho mày một xu. Má, thấy chưa? Còn thằng ba nữa. Dạ. Bữa xin cha tiền làm vốn làm ăn đó, mày ra tiệm ha, lấy tiền vốn đó mà làm. Dạ. Con đội ơn cha. Má. Con trai của má đây á, cũng chữ Tây chữ U đầy mình nè, có kém cỏi gì đâu. Vậy đó mà cha đối xử tệ với con. Má coi đi, có công bằng không? Má xử giùm con đi. Nè, kỳ này á, con gây ra tội lớn lắm rồi, bây giờ á, má là không nói vô được cho con đâu. Cái thằng trôi sông lạc chợ rong chơi thương hộ đó, nó có làm nên cơm cháo gì đâu. Mà bây giờ hả, cha nâng niu nó. Còn con nè, cha bỏ xó rồi cấm cửa, giờ bắt con ngồi trong cái tiệm vải không được đi đâu hết, không nhúc nhích gì hết. Mà nói nào ngay á, là giờ cái thằng Kim Phan á, nó nhìn mặt lụa hả, còn tin tưởng hơn cả má với cha bay nữa. Mà cũng tại bay, nếu mà bay á chịu siêng năng ra ngoài tiệm lụa học hỏi á, thì cha bay á đâu có để mắt tới nó làm cái gì. Từ từ, con học hỏi cũng được vậy, có gấp gáp gì đâu. Nói gì mà cũng nói được hả? Nói nào ngay á, má biết là cha của con á muốn giao cái tiệm lụa này cho con, mà con á cứ lông bông ăn chơi hoài, cho nên cha của con á không có dám giao cái tiệm lụa này cho con. Con trai à, bây giờ con phải làm sao cho thiệt là giỏi để cha con thấy mới tin tưởng giao cái tiệm lụa này cho con chứ, đúng không? Thì thử cha giao cho con đi, con làm cho cha coi. Thiệt á, bây giờ má không biết nói với con làm sao đi nữa. Má nói quậy câu này con nghe con phát bệnh luôn nè. Ông già ông còn ham hố thích ôm thì để ông ôm đi. Trước sau vậy á, cái gia tài này cũng là của tôi thôi à. Cái thằng quỷ này nè, ý là mày chùa cho ông chết hả? Thì trước sau vậy ông cũng xuống lỗ thôi. Trời ơi cha mày nha, ông còn sống á mày chùa ông xuống lỗ rồi, chắc mày cũng muốn chùa má mày chết theo cha mày luôn phải không? Cái đó má nói à. Trời đất ơi, bất hiếu vừa phải thôi chứ.
tôi không có nói. Mà Lương, gì nữa đây? Đưa tiền cho làm ăn rồi xong đi đi, còn muốn gì nữa? Mà Lương, cha cho con tiền vốn để làm ăn, cha nói cho con 2.000, sao còn có 700 vậy? Trời ơi, đúng là cái dòng máu tham lam mà. Có tiền rồi còn muốn gì nữa không nè, biết. Má con bay á, thiệt tao sợ thiệt đó. Má thì muốn giật chồng người ta, còn mày á thì đi cướp tiền. Hả? Bây giờ làm sao? Muốn cướp luôn cả cái tiệm lụa này rồi mới vừa lòng vừa dạ đó hả? Thưa Mã Lớn, con chưa hề có suy nghĩ đó. Nè, mày đừng có nói với tao á là mày sẽ chiếm hết cái gia tài này nha. Tao nói cho mày biết á, mày muốn cái chuyện đó xảy ra trừ khi ông già ông chết đi. Nữa, trời ơi, sao mày chịu chết hoài vậy? Đó, mày thấy đi, bây giờ ông cưng nó, ông nâng niu nó, ông bỏ rơi con đây nè. Ông cho con ngồi một chỗ, con có làm được cái gì đâu. Tại anh không lo làm ăn thôi, suốt ngày cứ rong chơi, thì sao cha tin tưởng giao cho anh? Nè, mày làm ăn giỏi quá. Được rồi, để ta chóng mắt ta coi nha. Cái thứ mà chưa đủ lông đủ cánh á, mà đòi đi buông hả? Buông đi, để thử coi làm được trò trống gì. Hế, đi vô. Tao cũng chóng mắt lên coi mày làm ăn làm sao. Đúng là thứ trôi sông lạc chợ. Quá đấy. Chú Bảy, ba lớn thiệt là quá đáng. Cha hứa cho con 2.000, giờ đứa con 700 đồng mà, làm được gì đâu. Thắc mắc cái gì nữa hả con? Mày cứ nghe lời tao đi. Quyền của bà lúc nào cũng lớn hơn lệnh của ông hết á. 2.000 còn 700 cứ lấy đi, còn không á thì mất trắng á. Chú ở đây bao nhiêu năm rồi, chú hiểu tính của bà hộ mà. Quá đáng. Tức thiệt á, tôi nghĩ lại tôi càng thấy tức. Mình, chuyện gì vậy Mình? Tôi tưởng á, tiền tới tay là sẽ đi buôn được, ai ngờ bị bả ngán chân, còn có 700 thì làm ăn chi được nữa. Mình ơi, chuyện gì thì từ từ mình tìm cách. Mình đừng có hại cái thân như vậy, em xót lắm đó Mình. Trời ơi. Mình, hay em lấy vàng của hồi môn mà lúc má gả em á, em bán. Làm sao có thể đụng tới tiền của mình được. Mình nè, tôi là chồng mà tôi không lo được cho mình thì thôi, bây giờ là để cho mình lo ngược lại cho tôi. Mình ơi, vợ chồng mình á là phải đồng tâm hiệp lực, sướng khổ có nhau. Đừng có nói chi là phân biệt tiền của em hay là tiền của mình. Tôi cảm ơn mình nhiều lắm. Đời này á, chuyện tôi không hối hận nhất là đã cưới được mình làm vợ. Bộ bay định dụ dỗ vợ của bay đưa của hồi môn của vợ bay đi buôn bán làm ăn đó hả? Của hồi môn á là để cho đàn bà lo chuyện nội sự, có con có cái, còn lo chuyện cưới vợ gả chồng cho nó. Nhà mình cũng không có truyền thống lấy tiền của vợ làm ăn, lỡ mà làm ăn không thành. Má à, má không biết chuyện chi ấy, thì má đừng có nói. Má à, tiền chồng công vợ hay là tiền vợ công chồng cũng như hai mà một thôi. Miễn là từ cái tiền đó đó mình sinh ra tiền là được rồi. Má à, con chỉ là vì muốn tốt cho nhà ta nên con mới hạ mình mà xài tiền nhà vợ. Chừng nào ăn nên làm ra, con sẽ trả lại gấp mấy lần cho vợ con. Má, con còn phải đưa má ra ở riêng nữa. Chứ má thấy không, ở trong cái nhà này nè, chịu người ta hành hạ riết sao má. Ngày xưa trong nhà có người ở, má còn bị hành hạ. Bây giờ người ở cho nghỉ hết rồi, việc trước nhà rồi bếp núc phía sau á cũng là do má gánh hết, rồi con cũng phải gánh. Còn má thì càng ngày càng lớn tuổi, lúc nào cũng bị má lớn ức hiếp như vậy á, con chịu không có đặng đâu. Bây giờ
Cô cần tiền đi buôn, cho nên cô mới dựa dẫm vào nhà vợ thôi. Là vì con không còn sự lựa chọn nào khác đâu má. Đừng có lúc nào cũng nhà ta nhà ta. Đây là nhà của con, có cha, có má cả nữa. Má lúc nào cũng dạy con phải sống theo lễ nghĩa, hiếu đệ, thì con cũng sống theo lời má rồi đó. Nhưng má thấy không, người ta có để cho má con mình yên thân không? Má biết con từ nhỏ là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng má con mình sống là của nhà này, chết cũng phải ở nhà này. Má không muốn đi đâu hết trơn á. Má ơi, má, từ ngày ra ngoài làm ăn, con thấy cuộc đời này giống như một canh bạc vậy. Sinh ra làm con vợ bé là ông trời đã định đoạt cho con thua trước một bàn rồi. Nhưng má nói đi, không lẽ đời của con cứ thua hoài hả? Đâu, muốn bán cái gì? Dạ đây. Con muốn bán bao nhiêu? Dạ chú coi giúp con. Rồi, 1, 2, 3, 4. À, chào chị. Đâu? Tôi muốn mua sắp giải để may áo bà ba. Chị cho tôi coi sắp đó đi. Nè, chú gửi con. Dạ, con cảm ơn. Con điểm lại đi. Ngọc Lệ. Má. Về nhà mau lên. Của hồi môn á là để con lận túi cất, lúc khó khăn cấp bách á thì mới lấy ra, chứ không phải giúp chồng con kiếm tiền ha. Không có cái đồng tiền lận quần này á thì muốn làm việc gì á cũng khó lắm. Dạ con biết, nhưng mà cha má rất thương con, nhưng mà trong chuyện này á con sai rồi đã. Thì hồi đầu tôi đã cương quyết không gả nó cho nhà bá hộ Thăng, nhưng mà cũng tại ông không à. Tại tôi làm sao? Ông nói nó tuy nghèo nhưng mà có chí vươn lên, rồi nó thương con gái mình, rồi cái ông gả à. Đó, giờ ông thấy chưa, cái số tiền mà ông cho hai vợ chồng nó làm vốn để ra riêng á, bây giờ chưa đầy nửa năm á nó bay mất hết. Bây giờ nó quay qua nó dỗ ngon dỗ ngọt con Lệ, đòi bán của hồi môn, chừng lỗ nữa. Thì tôi muốn giúp cho nó gây dựng lại. Con rể á, nó cũng muốn kiếm tiền thôi, cho nên nhất thời nó mới như vậy. Chứ tôi biết á, nó là một người biết suy nghĩ. Nếu như nó không thắt ngặt á, thì không có đời nào nó xúi vợ nó đi bán của hồi môn đâu. Dạ, con cảm ơn cha đã thương và hiểu cho hoàn cảnh của vợ chồng con. Thiệt sự là anh Kim Phan anh ham làm lắm cha, nhưng mà ngặt nổi vốn liếng lấy hàng thường á thì dễ thất bại, mà hàng bình dân đó thì nhiều người bán mà lại ít người mua, trong khi các mặt hàng cao cấp rất là nhiều người mua thì lại ít người bán, nhưng mà vốn thì lại cần nhiều đó cha, cho nên con mới. Ngọc Lệ à, mới đi buôn với chồng có mấy chuyến à mà mày nói chuyện làm ăn y như hát vậy con. Nói thì ai nói lại không được, quan trọng là nó làm ăn có xin được đồng lời nào chưa, mà giờ lại mơ chuyện lớn lao. Cái bà này, tụi nhỏ nó đang làm ăn có lỗ chút đỉnh á thì đó là chuyện đương nhiên. Nè, nhờ lỗ như vậy á nó mới có được một bài học đó đã, phải không vậy con gái? Dạ. Thiệt đúng là con hát cha vỗ tay. Này, con cũng biết lỗi của con rồi, con xin lỗi cha với má. Sẵn đây con cũng xin thưa chuyện này. Mình à, xong chuyến này về mình ở nhà đi, đừng có theo tôi nữa.
Bữa nay nhìn mình ốm nhách à. Chuyến này đi về á, chắc ba má mình trầy tôi chết. Mình như vậy sao được? Hai vợ chồng mình mới cưới nhau mà, mình đi đâu thì em phải theo đó chứ. Ừ, tôi cảm ơn mình. Thằng Kim Phan này tôi nhất định phải giàu có. Chỉ có giàu có tôi mới rửa được mối nhục mà má con họ đã đối xử tàn nhẫn với má con tôi thôi. Thằng Kim Phan này nhất định phải trở thành người giàu có nhất xứ Nam Kỳ lục tỉnh này, chứ không phải như thằng Kim Chinh bất tài vô dụng con của bà lớn đâu. Mình nè, tôi hứa với mình, chừng nào tôi giàu có tôi sẽ mua một căn nhà ở trên phố, trước má với mình lên đó hưởng phước. Mình tin tôi như mình. Em tin mình chứ sao không. Con tin là anh Kim Phan sẽ làm được cha má à. Cha, cha giúp ảnh đi cha. Cha má cũng có ý đó, nhưng mà ngặt nỗi cha e thằng Phan nó ngại chuyện người ta nói nó sống nhờ ở bên vợ. Dạ không đâu cha. Chính là ngoài miệng nó không nói ra, nhưng mà trong lòng nó nghĩ cái gì sao con biết. Mình á có mỗi đứa con gái à, rồi tiền bạc gì á cũng giao hết cho con. Giờ coi như là đưa trước một phần đi. Ừ. Dạ, vậy để cô kêu ảnh qua ăn cơm nha. Đúng là nữ sanh hướng ngoại. Nhưng mà tôi thấy vợ chồng nó đồng lòng như vậy, tôi cũng mừng lắm. Ừ. Chỉ mong nó phát tài á, rồi nó nhớ tới công sức mà vợ chồng mình đã giúp cho nó. Tính tình nó thì chắc không đến nỗi nào đâu. Cha, con bắt con ngựa của cha chiếu tướng. Chiếu tướng hả? Dạ. Thì à, cha lên tướng. Bắt xe. Chắc chưa? Thưa cha, hạ thủ bất hoàng mà cha. Hết nước. Ừ. Thưa cha, nước cờ này cha đi á, đúng là cao thủ đó cha. Con chịu thua rồi. Trong đánh cờ tướng á thì cũng giống như đánh trận vậy. Trong tốc độ trận chiến á không được đề cao. Trong binh pháp nó có một điều là đánh nhanh, thắng nhanh. Mình phải biết lựa thời điểm khôn khéo để tấn công địch một cách chớp nhoáng, không cho địch trở tay phản công. Nhớ khi xưa. Nhớ cái gì mà nhớ. Ờ, dạ má. Đồ ăn á đã chuẩn bị xong hết rồi. Bữa nay á má nấu mấy cái món mà thằng Phan nó thích đó. Cái món canh chua cá kho tộ. Lần nào con qua má cũng nấu đủ thứ cho con. Con cảm ơn má. Nhà này á, con thằng con rể hả? Bà không cưng mày, bà cưng ai? Nghe nói mày muốn đi buôn hả? Còn thiếu bao nhiêu? Dạ thưa cha, còn còn thiếu chừng 5.000 á. Được, ông già này cho mày 5.000. Thưa cha, như vậy. Như vậy, như vậy cái gì? Mày muốn đi buôn, cha cũng nghĩ là bước đầu có hơi khó khăn. Chỉ cần con qua được bước này, con sẽ thành công. Tánh mày thông minh, cũng lanh lẹ nữa, cha tin mày sẽ làm tốt đó. Bây giờ á, cha cho tiền mày để mày làm vốn đi buôn, không cần trả lại. Sau này á, con đối xử tốt với con Lệ là cha má mừng rồi. Nè, hai vợ chồng mà đồng lòng á thì đâu cũng vô đó. Cha má giúp được tới đây thôi. Con cảm ơn cha. Sau này hai đứa phải dựa vào nhau mà sống. Dạ, tụi con xin nghe lời dạy của cha. Con cảm ơn cha. Con cảm ơn má. Đời này con nhất định sẽ không phụ lòng Ngọc Lệ. Ông anh, ông anh tìm ai hả? Ừ, dạ đúng rồi. Anh tìm ai? Để tôi chỉ cho. Thôi không cần đâu, cảm ơn anh. Nè, xin lỗi nha, nhưng mà quý danh của ông anh là gì? Tôi tên là Võ Kim Phan. Tôi cũng họ Võ nè. Biết đâu mình là bà con xa thì sao? Mà nè,
À, anh có biết tiệm giải nào với mai đồ phát đạt nhất ở đây không vậy? Cậu chỉ tôi đi. À, tại vì tôi đi buôn giải, tôi cần có khách hàng. Chỗ phát đạt hả? Kìa, tiệm cô Năm Kỉnh. Là cái tiệm đó đó hả? Đúng rồi. Nè, chắc chắn luôn, tiệm may của cổ rất là nổi tiếng, nhưng mà không có nổi tiếng bằng danh tiếng của cổ đâu. Ủa, sao mà kỳ lạ vậy? Cái tiệm đã nổi tiếng rồi mà cô chủ làm gì mà nổi tiếng hơn dữ vậy? Dài dòng lắm. Ngồi xuống đây, làm đi nước rồi nói chuyện. Đi. À, bà chủ, cho hai ly trà ngon. Ờ, có liền. Rồi, mời cậu. Dạ, cảm ơn. Cô Năm Kỉnh á, cô đẹp nhất nhì cái xứ này. Thằng nào mà không mê, chắc là thấy dám rồi. Bộ manh không tin tôi nói hả? Mà cái đẹp của cổ chưa là gì so với cái tánh sắc sảo của cổ. Thiên hạ đồn á là má cổ mất sớm, cha thì suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, nên cổ phải ra ngoài bươn chải rất là sớm. Rồi á, cổ xin vào tiệm may, với lại á, nhờ cổ sáng dạ mới học việc nhanh như vậy. Mà cổ tội nghiệp lắm, bị chèn ép đủ đường. Sau đó có ông hội đồng quá vợ để ý tới cổ, cổ mới làm tình nhân của ổng. Nhưng mà được mấy năm á, thì ổng ngẫm, đám con cái của ổng bu nhau vào chia chác tài sản, rồi đẩy cổ ra đường. Cổ mới hận đời, cổ tìm cách đi lên bằng mọi giá. Sẵn có ít tiền ông hội đồng giấu cho cổ hồi trước đó, cổ mở một tiệm may rất là đông khách. Nhưng mà chủ ý của cổ không phải là mở tiệm may, mà là để tiếp cận với nhân nhà giàu. Cổ lấy thân xác để đổi tiền bạc, và lấy tiền bạc để đổi danh phận. Dạ. Ờ, vậy làm sao tôi tiếp cận được cổ bây giờ? Để tôi dắt anh qua coi cho rõ. Hả? Mình uống trà đi. Anh nhìn kìa, ai á mà quen biết được cổ á cũng thấy đó là một niềm vinh dự. Cô Năm Kỉnh á, cổ là đệ nhất huê khôi ở miền Nam này. Cái công tử vây quanh cổ, nghe đồn công tử Bích á si tình cổ, tặng cổ hơn 70.000 tiền Đông Dương. Cũng là đàn bà thôi mà. Ừ, nhưng mà phải đẹp thì mới có đồn đãi chứ. Thôi được rồi, để tôi qua đó tôi chào hàng cổ coi sao. Anh đi đi. À, thôi để thằng em trả cho. Chẳng lẽ em không mời anh được ly trà? Đi. À, cảm ơn anh. À, ủa, ai vậy? Dạ, dạ xin chào. Cô là cô Năm Kỉnh hả? Quý anh, chào quý anh. Quý anh tới đây chọn giải để mau dài cho vợ đúng không? Dạ. Nhìn quý anh là biết cưng vợ hết sức nè. Dạ. Dạ không phải. Tại tôi có một cái ghe giải á, lấy từ mấy mấy người ở trên Sài Gòn Chợ Lớn á. Tôi muốn tới đây á để chào hàng với lại cô Năm. Cô Năm á, cô Năm có thời gian á, cô Năm xuống ghe tôi coi hàng. Dạ, nếu không á, bây giờ tôi chạy xuống ghe, tôi lấy hàng lên cho cô coi cũng được. Thuận tiện nhất á là phàm những ai đã bước chân vô tiệm của Năm Kỉnh này cũng nên tìm hiểu coi hàng hóa dải dốc ở đây á lấy ở đâu ra, rồi hẳn suy xét coi có đủ cân đủ lượng để mà đàm chuyện danh thương với tôi không. Ba cái hàng Sài Gòn Chợ Lớn của quý anh đây, chắc gì tôi đã chọn để mai đồng phục cho những người phụ việc trong cửa tiệm. Tôi lấy hàng chính tông ở bên Tây á, chỉ có hàng ở bên Tây mới có thể tôn được vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ. Hàng của quý anh tôi khuyên đem về những chỗ quê quê một chút, có khi lại được đắt khách. Đúng rồi đó, mấy cái hàng này làm sao mà chủ chịu lấy. Trông cũng bảnh bao đó chứ. Không à? Hay là quý anh đã lại tiệm
làm công cho tôi đi. Ở đây còn thiếu dọn giường trải chiếu. Ở lại đây làm nha. Mấy bà thấy thì sao? Em xử quá hay. Được, quá hay. Thôi mình bàn tiếp đi. Uống trà đi em. Anh hai, anh tin mắt thiệt đó nha. Hàng tốt gì mà cũng tìm ra được. Hàng tốt vậy á mà không có đầu ra cũng như không mà. Ai nói với anh không có đầu ra? Nè, để em bán giúp anh. Nè, nói thiệt hay giỡn vậy? Trời, chuyện tiền bạc ai giỡn. Không ấy giờ anh đưa em một sắp giải đi, rồi em bán thử cho. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Ờ, chờ tôi một chút. Đây. Trong sự nhờ anh hả? Tiền nè anh. Thôi được rồi, tiền bạc gì? Anh hai, đây, huynh đệ là huynh đệ, tiền bạc là tiền bạc, cái gì nó cũng phải rõ ràng. Nè, nhiều quá đó. Tôi lấy nhiêu đây đủ vốn rồi. Rồi, vậy cảm ơn anh. Không có gì, cảm ơn nha. Dạ, em đi à. Nè, cầm đi ra chợ, coi người nào cần mua thì mày bán. Vậy lỗ vốn đại ca hết. Có bao giờ mà thấy tao chịu thiệt chưa? Cái này người ta gọi là bỏ con tép bắt con tôm, hiểu chưa? Dạ. Đi. Mời anh. Tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Tôi không ngờ là ở Tây Đô này như vậy á mà sao khó kiếm được cái mối tống hàng đi quá. Ý anh là sao? Cũng có chuyện chi đâu. Cái lúc đi đánh hàng á, tôi cứ nghĩ là cái xứ Tây Đô này đó, nhiều người thì cái nhu cầu ăn dần nó cũng nhiều. Ai ngờ đâu á, kiếm một chỗ tống hàng ra cũng không được nữa. Tôi đi tới cửa hàng nào á thì cũng bị từ chối hết. Chắc là hàng của tôi không đủ tốt đúng không? Anh nói vậy là sai rồi đó. Em nè, em cầm hàng của anh đi bán, tiệm mai nào cũng khen. Nói thật, không bán được tiền thì tiền đâu em đưa cho anh hai. Nhưng mà khổ nổi. Có chuyện chi vậy? Chỗ anh em á, cậu cứ nói thật cho tôi biết đi. Chỗ anh em mới nói thiệt đó nha. Hàng của anh á, chất lượng tốt thì có tốt, nhưng mẫu mã không hợp với cái xứ này. Như vậy nè. Cậu sống ở cái xứ này quen rồi. Ở cái xứ này á, cái mẫu mã nào mới hợp vậy? Em nói thiệt nha, anh không có nắm được gu ăn diện của mấy cái bà gọi là bà đầm ở đây đâu. Nay đổi này, mai đổi kia. Có em á, em ở lâu rồi. Em để em chỉ anh một cách. Hứa luôn, đánh đâu thắng đó. Vậy hả? Dạ. Vậy thì hay quá. Nè, tôi mời cậu ha. Dạ. Cậu uống đi. Mời anh. Nè, gọi là bà đầm ở đây đâu. Nay đổi này, mai đổi kia. Có em á, em ở lâu rồi. Em để em chỉ anh một cách. Hứa luôn, đánh đâu thắng đó. Vậy hả? Dạ. Vậy thì hay quá. Nè, tôi mời cậu ha. Dạ. Cậu uống đi. Mời anh. Nè, mời. Nè, cậu ăn đi ha. Bây ăn giờ đi. Á, anh đang buôn bán giải lụa đúng không? Đúng rồi. Nhưng anh có nghĩ là anh đang buôn bán cái gì không? Mèn đét ơi, câu hỏi câu chi mà cắt cớ vậy? Tôi buôn bán giải lụa thì hàng tôi bán là giải là lụa. Thì đó, chính xác. Anh đang buôn bán giải lụa. Cái mặt hàng mà anh đang buôn bán á là cái đẹp đó nha. Mà cái đẹp của mấy bà đầm á đổi sành sạch. Nay khác, mơi khác. Anh phải ở lâu anh mới nắm được cái gu của mấy bà. Anh hiểu chưa? Bây giờ em thí dụ nha. Cô Năm Kỉnh, cổ mà mặc cái gì á là thành phong trào cái đó. Giờ anh hiểu tại sao thằng em này lại nhắc tới cổ chưa? Cô Năm Kỉnh bán cái gì là thành phong trào cái đó hả?
Bây giờ giải của anh á mà vào được tiệm của cậu, em bảo đảm luôn thắng chắc 100%. Mà anh biết cậu lấy giải ở đâu không? À, cái này thì tôi biết. Cậu nói lấy giải ở đâu bên Tây á? Ngủ dưới Tây thì có, chứ hàng giải Tây ở đâu mà ra ở cái xứ này. Nè, cậu nói làm sao á thì mình biết vậy, chứ em á, em biết tổng cậu hết. Cậu lấy hàng bên Sim, hàng bên Tàu thôi anh hai ơi. Ờ, nè, cậu, cậu biết tổng cổ hả? Ừ. Vậy thì hàng cổ lấy á, cậu biết lấy đâu không? Cổ á, cậu lấy hàng là ở bên cái ông già người Tiều ở bến nước. Mà ổng khó lắm, nhưng không biết sao ổng lại chiều cổ hết sức. À, ra là vậy đó hả? Hèn chi vậy. Giờ sao? Anh muốn kiếm đường không? Nếu anh thích, bữa sau em dẫn mối đi cho. Mà bằng cách nào vậy? Ổng đang chịu ơn em, bảo đảm không có làm khó anh đâu nha. Nè, mời. Dạ. Coi như cái này là tôi kính cậu nha. Rồi. Mai muốn được gì á, tôi hậu đãi sao nha. Mời. Vậy em không có cách sáo nha. Nè, ăn đi. Lè lè, còn thiếu bao nhiêu nữa? 2000 xúc. 2000 xúc? Ừ. Lớt rồi. Lấy ngõ vô kho, lấy mấy lớn nhỏ chuyển hàng xuống ghe cho. Rồi, ghe dưới bến à? À, lực rồi. À, dạ. Dạ chào chị. Dạ chị ơi. Hả? Chị cho tôi hỏi, tôi nghe nói là ông chủ ở đây ông khó tánh lắm đúng không chị? Ờ, ông khó tánh á, nhưng mà hàng của ông tốt, với lại giá của ông cũng tốt. Mình cũng phải chịu lòn chút xíu, miễn sao lấy được hàng là được. Nói vậy là chị hay lấy hàng của ông lắm hả? Ờ, cậu cũng tính lấy hàng ông hả? Dạ phải. Tôi thấy cậu lạ lắm mà nha, chắc không phải là dân xứ này. Dạ đúng rồi. Tôi muốn tập tành làm ăn buôn bán đó mà. Ủa sao cậu không kiếm cái chi dễ dễ mà buôn? Chứ hàng giả lụa khó lắm, không phải ai buôn cũng đặng đâu. Dạ, nói thật á, tôi biết là chuyện buôn bán giả dốc này cũng cực nhọc, nhưng mà đây cũng là nghề truyền thống của gia đình. Ôi trời ơi, cậu làm tôi hố nặng rồi. Dạ. Thôi, cậu ngồi đây chờ ổng nha, tôi đi ra ngoài kiểm hàng cái ha. Mà chị, hàng tốt đúng không chị? Đúng rồi, hàng ổng tốt lắm. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Ráng chờ ổng chút nha. Dạ. Trời ơi, anh hai. Ủa? Trời. Ủa? Vừa nãy anh hẹn em ra đây, rồi xong rồi em đảo qua không thấy anh đâu. Té ra là anh ra đây trước hả? Ừ, qua đây trước. Nè, ngồi đi. Tôi tính tiền qua đây cô trước giải dốc lụa là sao đó mà. Anh chờ đi, một hồi nữa ông chủ ra. Nè, nhớ nha, nhớ nói giúp tôi một tiếng nha. Rồi, em biết rồi. Hàng tốt lụa đó. Đây tốt thiệt ha. Ừ. Mềm mại quá. Xin chào. Dạ chào. Dạ chào. Ông chủ. Lý là anh này á, là anh Phan, anh hai của tôi. Là người anh em tốt đó. Anh cũng là dân buôn giải, mà nghe nói ông chủ á cũng là. Ê, ở đây ai muốn bán với ngọ thì lên tiếng, Lý không cần phải nhắc nhở. Dạ. Thưa ông chủ, tôi tôi muốn tới đây coi hàng hóa của ông ra làm sao. Tôi tính nhập ít về miệt vườn tôi bán. Muốn mua bao nhiêu, nhiều hay ít? Dạ. Ông chủ, anh hai, ông chủ ở đây á, hàng á độc nhất vô nhị mà lại tốt nữa nha. Anh muốn làm ăn lớn á là phải học hỏi ông nhiều lắm đó. Dạ. Ông chủ, không mấy cho anh hai tôi giá đặc biệt chút nha. Dạ, ông chủ lấy giá đặc biệt cho tôi nha. Thôi lượt rồi, lấy ngõ vô trong rồi tính lại là. Dạ. Đó, anh hai thấy chưa, ổng khó lắm đó, không có em nói là không có được đâu. Mấy ông chủ buôn người qua này á là điều phối giá cả từ trên xuống dưới,
ổng không chỉ bán giải mà còn buôn vàng nữa. Tối nào cũng gọi qua Hồng Kông để nắm giá, sáng hôm sau á là báo giá cho chợ lớn các tỉnh miền Tây với lại Sài Gòn. Bảo đảm nha, đợt này anh sẽ có giá tốt, sang tay một chuyến á là lời một năm. Em nè, em từng lấy giải của ổng bán khắp các tỉnh miền Tây, lời lắm luôn. Vậy hả? Ừ, mà em từng hả, lấy giải của ổng đem đi bán các tỉnh miền Tây, người ta mua một cái một. Vậy thì hay quá. Ừ. Ông chủ ra à, xong rồi. Dạ. Ông chủ à, tôi muốn đặt 500 suất. Hay da. Ở đây à, ngộ không có buôn bán lẻ à? Hả? Anh hai. Sao? Ý là giá bán sỉ nó sẽ tốt hơn giá bán lẻ, mà sỉ là phải từ 2.000 suất trở lên. Hai 2.000 suất hả? Ừ. Nhưng mà tôi không có mang theo đủ tiền. Ông chủ, hay là nể mặt người quen đi nha, cho anh hai tôi trả trước phần nữa, phần nữa kia anh hai tôi bán được hàng rồi trả cho ông sau, được không ông chủ? Hay da, coi bộ ngộ chịu lỗ rồi. Mà thôi, buôn bán thì phải có hòa khí, lễ xin phát tài chứ. Vậy hả? Ông đồng ý hả? Đây tôi gửi cho ông. Thôi lượt rồi, đây. Lễ ngộ lấy tờ giấy, lấy liễm chỉ vô là xong. Dạ, cái này là một phần nữa, tôi gửi trước cho ông. Còn cái này á, tôi ghi nợ, tôi bán xong rồi tôi sẽ trả cho ông. À. Dạ. Rồi, lấy liễm vô lại liền. Dạ. Xong rồi. Lượt rồi, xong rồi. Lê theo ngộ lấy hàng nha. Dạ. Lê, tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu tôi mới có nhiều phúc lợi như vậy. Có qua có lại mà. Anh có kiểm tra đủ số hàng chưa? Dạ thưa cậu, đủ hết 2.000 xúc. Giờ sao cậu? Nè, anh lấy vài tấm á, để tôi đi chào hàng cho người ta. Dạ, nè, cậu xem thử coi. Anh thấy không, đúng là giải thượng hạng của khác. Mặt giải á, rất là mềm. Lần này á, tôi chào hàng chắc chắn là họ không từ chối đâu. Ủa mà cậu Phan ơi, con thấy hình như giải nó bị cái gì á. Sao giải này dễ bị xước như vậy? Chắc suất giải này bị lỗi rồi. Lấy suất khác cho tôi đi. Dạ. Nè cậu. Hả? Nè, sao kỳ vậy? Hả? Nè. Dạ. Bộ tôi kiểm tra coi. Dạ. Tại sao tất cả đều bị lỗi vậy? Mở ra hết kiểm tra đi. Dạ. Tại sao tụi nó lại lừa tôi chứ? Tại sao chứ? Ông chủ, ông chủ, ông làm ăn kiểu gì vậy? Sao ông toàn giao giải mục cho tôi vậy? Ông đừng thấy tôi là người mới bước ra làm ăn, ông lừa gạt tôi nghe. Ông không đền cho tôi á, tôi đi báo cảnh ti đó. Vậy cô ngộ bị sao mà lại bắt lời ngộ lệnh vậy? Lại còn lời thưa cảnh ti là. Ông đi theo tôi đi, xuống ghe của tôi ông coi kìa. Lị không thấy khách hàng của ngộ đang chờ sao? Ngộ nói vậy, hàng của ngộ là hàng thượng hạng, không phải ai ngộ cũng bán đâu. Tại vì ngộ nghe người ta nói lị cũng còn có nhà người buôn lụa tiếng tăm, nên ngộ mới lễ mắt tới lị la chơ. Chứ không phải là ông thông đồng với thằng Vĩnh, ông đưa giải mục cho tôi đúng không? Nè, lị nói lăng cẩn thận là hàng của ngộ là có dán tem, là có lông thê làng hoàng. Sao khi không lị lại lối ngộ bán cho lị giải mục là sao chứ? Lị có biết lối với dĩa là xúc phạm ngộ không? Không chừng ngộ ly thừa ngược lại lị là cái tội vu không người khác là. Ông chủ à, không có đâu, tôi nói thiệt đó ông chủ à. Ông xuống ghe của tôi ông coi đi, chỉ có được mấy chục suất trên đầu là tốt thôi, còn lại toàn là giải mục không à. Ông chủ à,
Tôi xin ông đó nè. Ông xuống ông coi đi. Ông chủ à, ngồi giao hàng. Bộ lị không kiểm tra sao? Tôi giao cho cậu Vĩnh. Người ơn con kiểm tra giùm tôi rồi. Người ơn nào? Vĩnh nào? Cái cậu thanh niên hôm bữa đi cùng tôi tới gặp ông đó. Ngộ không có quen người đó đâu. Hả? Ngộ đã giao hàng tốt, lị nhận hàng sâu là lỗi của lị. Ngộ không có biết lung hẹn là ngộ tới lị thu tiền à thôi. Lấy về đi, ngồi lo hoài à. Ngộ kêu mã tài vô hốt lị bây giờ đó. Lị cô Đông, cô Đông, cô Đông thấy thằng Vĩnh đâu không? Kiếm nó làm gì? Cô biết nó ở đâu chỉ giùm cho tôi với. Cái số hàng mà tôi mua. Thôi đi, bây giờ nó đã cao chạy xa bay rồi. Cậu không phải là người đầu tiên đâu. Cũng phải, tài ngang mới ra đường làm ăn mà, bị người ta chơi một vố té bầm dập rồi mới nhớ ra đi tìm, thì nó đã qua tới Bình Miên rồi. Thôi, đừng có phí sức tìm kiếm nó nữa, lo mà giải quyết hậu quả đi. À, nhớ nha, mà nếu có kẹt quá thì ở chỗ của tôi vẫn còn thiếu một tay dọn giường, rót nước. Lời mà lần trước vẫn còn hiệu quả đó. Cũng thú vị đó. Dạ, chào ông. Dạ, ghe của con có kinh doanh mấy loại vải này, con lấy trên Sài Gòn về đó, ở chợ lớn nữa. Ông coi đi, vải đẹp lắm. Thôi, mấy loại vải này, loại này không có mua đâu, toàn là loại gì đâu không à. Dạ, không có mua đâu. Nè, ông coi lại đi, mặt vải này đẹp lắm. Thôi, không có mua đâu. Dạ. Đi. Con còn vải khác nữa. Thôi, đi. Không có mua đâu. Không có mua. Dạ ông chủ. Dạ, tôi có kinh doanh một số loại vải này nè. Ông coi đi. Dạ, mặt vải á, tôi lấy từ Sài Gòn chợ lớn đó, đẹp lắm đó. Đó, ông coi đi. Thôi, có hợp giao hay không nha. Chỗ tao đang dạ. Hẳn quá đi nè. Thôi mày cầm đi chỗ khác. Dạ không sao đâu. Thôi đi. Dạ. Để còn gặp mày nữa. Thôi đi đi. Ông coi đi, giúp tôi một ít cũng được mà. Tao loại mày. Tao còn cái ẩm muốn chết đây nè. Mày mua không? Tao bán. Thôi đi chỗ khác đi. Ê ẩm còn gặp mày nữa. Ngộ đến đây là lấy thu tiền. Bọc lỡ tiền còn lại có ngộ lắm. Ông tới đây lấy tiền gì? Ông còn dám tới hả? Ông thông đồng với thằng Vĩnh lừa gạt tôi, đưa hàng hư hàng móc cho tôi. Tôi không có bán được cho ai hết kìa. Ê, thằng Vĩnh là thằng nào? Ngộ nói với lị rồi, ngộ không có quen với thằng đó. Còn không thì lị cứ việc ly thừa đi. Là lúc ngộ còn lăn lộn ở ngoài bên tàu đó, lị chắc cũng chỉ là một thằng nhỏ ở chuồng bơi dưới sông mà thôi. Lị còn trẻ người lon dạ lắm. Ngộ chăm chút cho một lần thôi nha. Lần tới ngộ không chỉ bán giải một thôi lắm, ngộ sẽ cho lị biến khỏi cái mảnh đất này vĩnh viễn luôn. Là lè lớp giải tới tay lị á, lị không kiểm tra bây giờ lại lỡ thừa cho ngộ, có bằng chứng gì không? Lè ngộ có giấy tờ, có liễm chỉ của lị luôn. Là lị có ngon thì tố cao đi. Thách là bây giờ lị làm sao trả tiền cho ngộ? Lê lị lỡ 4.000 lồng tiền vì một tay hay là một chân này hả? Mà thôi, ngộ tin phạt, ngộ không có dám sát sanh đâu. Giờ ngộ lấy tạm cái tạ buôn này là lễ trừ lỡ chưa bao nhiêu này không có lũ lâu. Là không được, cái ghe này tôi để đi buôn, ông lấy rồi lấy đâu tôi đi buôn nữa. Thì kệ lị chứ. Nè lên đi, tôi xin ông mà. Nè ông tránh ra đi.
Lê làm cái gì vậy? Không được mà. Rút xanh dài tụt phạt ra đi. Lê 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 mày liệu hồn mà cái mày. Cút đi. Lật dài lật dài. Lật cái lánh đã. Đi thôi. Mày trời ơi. Lê chỗ khác chơi đi. Mau lê thôi. Lê lê. Biến đi. Lưng nó làm gì lê thôi. Dạ. Nè. Trời ơi, đúng là cái dòng máu tham lam mà. Có tiền rồi còn muốn gì nữa không biết. Nè, má con bay á, thiệt tao sợ thiệt đó. Má thì muốn giật chồng người ta, còn mày á thì đi cướp tiền. Hả, bây giờ làm sao? Muốn cướp luôn cả cái tiệm lụa này rồi mới vừa lòng vừa dạ đó hả? Thưa má lớn, con chưa hề có suy nghĩ đó. Nè, mày đừng có nói với tao á là mày sẽ chiếm hết cái gia tài này nha. Tao nói cho mày biết á, mày muốn cái chuyện đó xảy ra trừ khi ông già ông chết đi. Nữa. Trời ơi, sao mày chủ ông chết hoài vậy? Đó mày thấy đi, bây giờ ông cưng nó, ông nâng niu nó, ông bỏ rơi con đây nè. Ông cho con ngồi một chỗ, con có làm được cái gì đâu. Là anh không lo làm ăn thôi. Suốt ngày cứ đồng chơi thì sao cha tin tưởng giao cho anh. Nè, mày làm ăn giỏi quá. Được rồi, để ta chóng mắt ta coi nha. Cái thứ mà chưa đủ lông đủ cánh mà mày đặt đi buông hả? Buông đi, để thử coi làm được trò trống gì. Nếu như bây giờ quay trở về nhà và biết mình bị gạt mất hết tất cả, chắc ba lớn và thằng Kim Chinh sẽ coi thường mình lắm. Bằng mọi giá mình phải bám trụ lại cái xứ Tây Đô này. Bộ tính thập thọ ngoại luôn hay sao? Mày có tiền cho tao xin ít mồ côi tôi không coi. Mày đi đâu đó? Tôi không có quen biết hai anh gì hết đó. Tao đang nói chuyện với mày mà mày đi đâu? Nè, rượu mời không uống, uống rượu phạt hả mày? Hết tao chịu. Nè, làm gì vậy? Mày không có tiền hả mày? Mày mày có tiền hả mày? Mày dám nói không có hả? Qua bên kia. Dạ. Trời, cái đất con dấu ở đâu rồi không? Đó. Chạy lên đi. Trả tiền cho tôi. Trả trả tiền cho tôi. Anh ơi, có sao không anh? Tránh ra đi. Tôi không có sao đâu. Tránh ra. Dạ. Ô là la. Đêm trăng thanh gió mát như vậy, không ngờ lại thấy bộ dạng thê thảm của cậu đó nha. Thiệt là không phải chút nào hết. Cậu muốn đi đâu vậy? Tôi không muốn can hệ gì tới cô hết. Nè, lên xe đi. Dạ. Cô Năm. Cô Năm. Cô cái gì mà cô? Gọi bằng Năm được rồi. Thay bộ đồ này đi. Dạ Năm, tôi mặc đồ của tôi được rồi.
lại cái bộ đó cho thúi hết cái nhà tôi chắc. Bộ tính thổi tôi bay bởi cái mùi đó hay sao? Tạm thời mặc bộ đó đi, chắc là cũng vừa với cậu đó. Đồ này của ai tôi đâu có dám mặc. Tôi nói cậu mặc thì cậu mặc đi. Hiếm có người đàn ông nào dám nói không với Năm Kỉnh này lắm, trừ cậu. Mà thôi, nói cho cậu hay cũng được. Bộ đồ đó là của công tử Bích để lại. Bây giờ chắc hắn bị vị hôn thê của hắn nắm eo rồi, nên đâu có chạy đi đâu được. Thay đi. Lại một con mồi nữa lên thớt rồi. Thiên hạ đồn á là má cổ mất sớm, cha thì suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn. Không biết lần này thảm tới cỡ nào nữa. Nhớ lần trước không, người ta bị lừa tán gia bại sản, vợ con bệnh gần chết, cùng đường cũng không cứu chữa được, nhảy sông tự tử. May mà cứu được, nhưng mà cũng điên điên khùng khùng mà. Hay là mình nhắc nhở người ta đi, coi như làm phước. Cô thấy anh chàng đó bảnh tỏn nên mới ham hố nhắc nhở chứ gì. Mà nè, đẹp trai vậy thôi không bằng cái mạng què của mình đâu à nha. Đúng rồi đó bà, lỡ mà tụi nó biết được á là tụi nó chém chết. Tới lúc đó hả, làm việc tốt cho người ta lại rước họa vào thân mình á. Non nớt và lơ mơ kiểu đó, bảo sao không bị người ta đào sẵn một cái hố để anh ta nhảy vào. Đúng là vừa ngây thơ mà còn ngu xuẩn. Trên đời này làm gì có ai tự nhiên lại tốt với mình như vậy chứ. Thật là đáng đời. Nè, được rồi, đi mà làm việc đi. Dạ. Đúng là người đẹp vì lụa. Cậu có số hưởng lắm đó nha. Bộ này công tử Bích mua đặt ở bên Pháp tới mấy ngàn đồng tiền lận đó. Cậu mặc vào thành công tử liền ha. À quên, cậu tên gì? Thưa cô, Năm, tôi là Kim Phan. Cô cái gì mà cô, gọi bằng Năm được rồi. Ngoan, nghe lời. Nghĩ gì vậy? Dạ đâu có gì đâu Năm. Tôi cậu có tu chính kiếp á cũng không có cửa hầu chị Năm này được đâu. Năm muốn gì vậy? Cậu khờ quá à. Không biết phục vụ cho Năm hả? Thank you.
bị lừa hết bao nhiêu? Dạ, hơn 5.000 đồng tiền Đông Dương. 5.000 mua bài học cũng đắt giá thiệt. Dù sao cũng không có bài học nào trên đời này là miễn phí đâu. Thì ra cô Năm biết tôi bị lừa. Sao cô Năm không làm phúc cho tôi ngay từ lúc ban đầu? Rõ ràng cô biết rõ tên Vĩnh là tên lừa đảo mà. Cô nỡ lòng nào? Tại sao tôi phải làm phước cho Phan? Tại sao tôi phải đau lòng giùm cho tiền của Phan? Cuộc đời này không ai cho không ai cái gì hết. Tôi biết thì đã sao? Không cho Phan biết để Phan bị lừa, bị đánh tới nông nỗi này. Nhưng ít nhất bây giờ tôi là cái phao cuối cùng cứu sinh của Phan. Chẳng phải là như vậy sao? Không có tôi, Phan vĩnh viễn là một công tử ở dưới quê mới lên tỉnh. Nếu làm tôi vui, biết đâu tôi sẽ dạy cho Phan một vài bài học. Coi như tôi cũng còn một chút lương tâm. Nằm hiếm khi thức khuya lắm, nhưng mà vì Phan cho nên mới có ngoại lệ đó. Phan có biết thức khuya là kẻ thù của phụ nữ không? Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Dạ Năm. Dài tay 68. Năm muốn trà. Phan, Phan có giận Năm gì lúc sáng Năm nổi nóng với Phan không? Dạ đâu có. Tôi chỉ sợ là làm cho Năm phiền lòng thôi, chứ tôi giúp được gì là tôi giúp à. Dạ. Ngang vai 12. Để tôi rót nước mời hai chị nha. Tôi xin phép ra nhà sau. Nè, bồ kiếm đồ ra các anh đủ chàng rồi. Đẹp trai lắm. Vậy đúng không? Mà lại vậy hấp dẫn rồi. Nữa. Người ta tới đây chỉ để học việc thôi, đâu phải người của tôi. Không phải á thì sau này biến nó thành của mình chứ sao. Đúng rồi. Mở chơi miệng mèo, không ăn thì uổng lắm. Đúng không? Thôi, mấy bà tha cho tôi đi. Tôi đâu có thiếu đàn ông. Có mấy mẫu giải mới hôm nay nhập về từ Thượng Hải, rất là đẹp, nghe nói đang được ưa chuộng bên đó dữ lắm. Tôi vậy dễ kiểu mấy cô coi được không? Ừ. Ở đây chích eo vậy nè, sẽ ôm sát đường cong cơ thể hơn. Mấy anh nhanh lên đi. Đi thẳng vô nhà sau cho tôi. Dạ. Rồi ra rinh mấy cái thùng khác nữa. Dạ dạ. Cô Năm. Ây da.
Cô Nông, tôi... Mình dừng lại đi Phan. Mình dừng lại một chút đi. Có chuyện gì vậy Nông? Ở đây cảnh đẹp, mình trò chuyện chút đi. Phan theo năm, Phan thấy sao? Tôi vẫn đang học hỏi, vẫn đang cố gắng thôi Nông à. Mấy tháng nay theo năm, bây giờ Phan thấy tiệm mai của năm có cần cải cách gì không? Năm à, tôi thấy tiệm mai của mình đông người quá. Đông người? Tiệm mai của năm lớn nhất Tây Đô này, cung không đủ cầu, biết bao nhiêu người đặt mai, còn không đủ nhân công nữa. Ý tôi không phải vậy đâu, mà tôi nói thiệt với năm á, tôi thấy người rảnh rang trong tiệm mình á còn rất là nhiều. Từ lúc vào làm á, tôi thấy người làm càng lúc càng nhiều ra. Rồi có những lúc tôi để ý tìm hiểu thấy năm á toàn là tuyển thêm người miết hả. Rồi dạo gần đây á, năm còn đăng báo tuyển thêm người nữa. Ý Phan là tôi nên cho nghỉ bớt hết. Cũng khó lắm đó đa. Nhất là với những người đã theo năm từ lúc năm mới mở tiệm ra. Họ giỏi, năm cần họ, cho nên họ lười biếng. Năm biết chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mà buông họ ra thì tiệm khác hốt liền. Năm nè, lẽ nào á tiệm Năm Kỉnh của mình là sợ người khác ăn cắp kiểu mẫu hả? Tiệm Mai Năm Kỉnh đó, ngoài danh tiếng nè, rồi tài lực hùng hậu, thì cái chính mà người ta biết tới á, đó chính là ở chị Năm đó. Bởi vì nhờ hết danh tiếng của chị Năm mà. Năm biết làm sao không? Năm là người tiên phong trong phong cách đó. Năm mặc cái gì á là mấy quý bà Tây Đô đua nhau mặc theo à. Chị Năm à, tôi nghĩ đó là cái mà hơn hẳn những chỗ khác đó. Nếu như á mình cắt giảm, tuy là gây thiệt hại nhỏ trước mắt, nhưng so với nuôi một đám ăn không ngồi rồi tại tiệm của Năm Kỉnh, thì tiệm Năm Kỉnh của mình ngày càng thịnh vượng hơn. Năm nghĩ tôi nói có lý không? Thôi được rồi. Vậy lần này tiệm Mai thông báo tuyển dụng sẽ giao cho Phan phụ trách. Kỳ này á mình sẽ thay máu mới. Như vậy Phan đừng có làm cho Năm thất vọng đó nha. Năm cứ yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng mà. Tôi sẽ làm tốt. Cảm ơn Phan. Năm à. Mình về. Cô Lệ ơi, cô Lệ. Cô Lệ ơi. Cô Lệ. Bưu cục có nhờ điện tín gửi tới cho cô nè. Cảm ơn. Lệ ơi, con có thơ nè. Dạ. Thơ qua vậy má? Cắt của thằng Phan á, dữ không? Đi cả nửa năm trời mới có thơ báo về cho vợ con hà. Dạ. Để con đọc coi anh viết cái gì. Đọc đi con. Dạ. Trong thơ nó nói gì vậy con? Trời ơi, chú ơi, con trong thơ với cái gì mà con nhỏ nó đọc nó xỉu vậy? Cha má cô lên tỉnh bị xe đụng chết, ngày mốt thi thể trở về tới nơi. Hả? Con ơi. Cô ơi, cô. Sao vậy? Cô tỉnh đi cô. Cô ơi. Tỉnh dậy đi con. Con à, con ráng ăn chút gì đi. Mấy bữa nay ma chay, con không ăn miếng cơm hay uống chút nước gì hết à.
Má cứ ăn trước đi, lát nữa con ăn sau. Má nhỏ nói đúng rồi đó, ăn chút gì đi chứ. Bữa nào á mà thằng Phan nó về, nó thấy con ốm o gầy mòn như vậy á, rồi nó lại trách má là không biết chăm sóc vợ của nó nè. Em dâu, rồi bây giờ nhà cửa ruộng vườn ở đây ai lo hả em dâu hả? Em cũng không biết nữa anh hai, sự việc xảy ra bất ngờ quá. Mới bữa trước cha má còn kêu em về ăn cơm, mà bữa nay đã vĩnh viễn cách xa rồi. Thôi hay là con để đó má. Mình coi kìa. Dạ thưa cha, thưa má lớn. Má được rồi. Hả? Ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Dạ bây giờ trễ quá rồi. Đó nghe chưa? Không nơi. Thưa cha, con mới hay tin á là con chạy về liền. Em khổ quá mình ơi, bây giờ cha má bỏ đi rồi, em thành kẻ mồ côi rồi mình ơi. Mình nè, mình bớt đau buồn đi, còn có tôi mà. Hả? Phan, cái đồng hồ mày tậu ở đâu mà mày bảnh tỏn quá vậy? Bữa nào nay mượn đeo chơi. Thôi nói đi đường chắc là cho tới giờ chưa có hộp cơm nào trong bụng rồi. Thôi để lo nấu cơm cho nó ăn đi, còn Lan đi nấu đi. Thôi con không nấu đâu, bình thường là má nhỏ hoặc là vợ thằng ba nấu mà. Ủa bây giờ gia đình người ta đoàn tụ kìa, ai rảnh mà đi nấu, hay là để con già này nấu đi. Thôi con ngồi đây nghỉ ngơi, nói chuyện với vợ con chút xíu đi ha, rồi lát con về bển ăn cơm nghe. Dạ thưa cha. Dạ thưa cha, thưa má. Dạ, đi thưa cha má. Phan, nhớ 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 cái đồng hồ nha, bữa sau cho anh hai mượn nha, nhớ đó, nhớ. Ừ. Mình nè, cứ để đó đi, thủng thẳng rồi làm, tôi có đi liền đâu mà mình lo. Thôi em rảnh em làm trước đi, rồi chừng nào mình đi á thì mình xách thôi. Mình à. Ừ? Công việc của mình ở trển có bận rộn lắm không mình? Công việc mà tất nhiên là bận rộn rồi, tối mặt tối mày luôn. Hay mình cho em đi theo mình, lên đó chăm sóc mình với lại coi phụ hàng quá giúp mình luôn. Đâu có được, tôi đi mần ăn mà, chứ có phải đi chơi gì đâu. Không phải, tôi cảm ơn tâm ý của mình, tôi thương mình lắm. Nhưng mà biết sao không, tôi đi buôn đi bán, tôi thương mình muốn mình đi theo chứ, giống như ngày xưa hai vợ chồng cùng đi buôn với nhau. Nhưng mà tôi lo nè, tôi đi mần ăn xa, còn má ở nhà một mình, ai chăm sóc cho má? Mình cũng biết đó, tôi phận là thân con vợ bé, bị cái nhà này coi thường từ xưa tới giờ, còn má tôi nữa, bị má lớn ức hiếp kìa. Không lẽ mình yên lòng để cho má tôi ở nhà bị người ta ức hiếp sao? Thì tại vì thôi thì em cũng lo cho mình lắm. Bây giờ em ước gì á, em hả có phép em phân thân ra, em vừa lo cho má, em vừa lo cho mình được nữa. Thôi nè, lớn rồi, không phải con nít đâu mà ước ước với mong. Tôi biết á là mình thương tôi, nhưng mà phải lo cho má ở nhà nghe. Em thấy mình về rình ra như vậy, chắc công chuyện làm ăn tốt đẹp lắm hả mình? Vậy hay mình thực hiện lời hứa ngày xưa đi, mình mua căn nhà nhỏ nhỏ thôi, rồi mình rước em với lại má lên trên ở với mình luôn. Mình nói cái gì kỳ vậy? Ở đây á là nhà của cha má, má không chịu đi á sao tôi rước má đi được? Nói gì không phải phép đâu nha. Dạ là em cạn nghĩ, em xin lỗi mình. Em sẽ ở nhà thủ phận dâu con, sẽ ở nhà chăm sóc má, cho mình khỏi có mang tiếng là không có chăm sóc má. Tôi biết mình mà. Ở nhà có ai nói gì đó thì mình bỏ ngoài tai nghe. Nhưng mà tôi nói thật, chuyện làm ăn của tôi á chưa có đâu vô đâu đâu. Mình á ở nhà chăm sóc má cho tôi an tâm đi kiếm tiền đi. Nè tôi nói thật á, mình cứ an lòng ở tôi,
tôi cứ tập trung làm ăn à, không có ngó ngàng chi tới ai hết trơn á. Chứ có người vợ hiền lành nè, ngoan nữa, biết thương tôi như vợ đó, thì thằng Kim nha, người ta hùng làm ăn lớn lắm, tôi hùng như vậy á chỉ là một phần nhỏ thôi à. Chứ phải chờ thêm vài tháng nữa, người ta tính lời lỗ làm sao người ta mới chia cho tôi. Chừng đó trũng rỉnh á, tôi sẽ gửi tiền về cho má với mình. Nhưng mà mình biết không, nghĩ đi nghĩ lại á, tôi hùng vốn ít lắm, mình bỏ công bỏ sức thức ngày thức đêm, nhưng mà tại vì phần hụt của mình nhỏ quá à, nên là lời lãi của mình á tính ra chắc nó không được nhiều đâu. Tôi nghĩ á, nếu mà tôi có trong tay nhiều tiền hơn chút nha, tôi hùng thêm với người ta nè, để cho cái phần hụt của mình lớn hơn, thì phải chi mình sẽ được cái lời kha khá đó mình. Nhưng mà giờ tiền đâu mà hùng. Mình nè, tiền với lại tài sản mà cha má để lại cho em á, ngoài ra em còn một mớ vàng nữa. Hay là mình nói gì kỳ vậy? Mình nói vậy á thì khác nào thằng Kim Phan nãy hả? Cứ hả mặt dày mày dạn thò tay ra xin tiền bên nhà vợ. Làm vậy á, người ngoài nhìn vô nói tôi là một thằng ăn bám vợ, cười tôi thúi đầu đó. Mình ơi, tiền cha má để lại cho em thì cũng giống như là tiền của mình mà mình. Tôi biết là mình thương tôi, nhưng khổ cái là tôi mê làm ăn, tôi muốn làm ăn lớn, kiếm lời nhiều để lo cho mình với má thôi. Tôi cảm ơn mình nhiều lắm. Để lại nhà cửa, ruộng đất, dòng vàng, rủng rỉnh vậy chứ mà cũng nhiều tài sản lắm má. Vợ thằng hai bay á cũng là con gái nhà giàu, tiền bạc thì rủng rỉnh chứ có nghèo chi đâu, mà lại ghen tị với gia sản của vợ thằng ba chi gì bay. Nhưng mà ba Phan á, nó chí thú làm ăn, tiền đẻ ra tiền, chứ ai như hai Chinh con trai của má, tối ngày cờ bạc đá gà, bán hết của hồi môn của con, hỏi sao mà con không ganh tị chứ. Ủa, cái đó là chồng con, sao con không biết dạy dỗ chồng con, chứ sao bây giờ con quay ngược lại trách má làm sao. Nè, con với con Lệ là chị em bạn dâu với nhau, lựa lời mà khuyên lơn nó. Con phải nói với nó, cái của dâu cũng là của chung, vậy chi bằng để nó tự nguyện giao hết tài sản để cho má giữ giùm cho, chứ mà để mất rồi gia đình mình lại mang tiếng đà. Con Lệ nó hiền như vậy, hay là má lựa lời má nói chuyện với nó đi, là nó giao ra hết à, cần chi tới con. Má hay má cho con tiền con đi buôn như thằng Phan đi. Chứ ở trong nhà này ngứa ngái, rồi con đem tiền đi đá gà đánh bạc, rồi bị con vợ nó ngồi kế bên nó dí vô lỗ tai rồi. Nè, buồn hả? Buồn gì mà buồn. Đó, có cái tiệm lụa ở ngoài chợ đó, nếu mà con đừng có chơi bời lêu lỏng á, đừng có ra ngoài làm bữa trống bữa mái, con ra ngoài đường để biết phải biết trái với người ta, thì cái gia sản này cũng để lại cho con thôi, chứ để lại cho ai. Mà nói quá, có cái nhà rỗng ruột này nè, có gia sản đâu mà má nói quá trời nói không biết. Nhà rỗng ruột thì cũng là nhà, thử bây giờ cha bay á, để di chúc của cái nhà này nè lại cho vợ chồng thằng Phan á, cha lúc đó hả, vợ chồng phải chồm chồm lên hả. Nhưng mà con nói với má nè, con cũng muốn đi buôn như thằng Phan đó, nhưng mà con nghĩ cũng lạ đời thiệt, thằng Phan nó đi buôn á, cha má không ai ngăn cản, không ai nói gì hết, rồi tới lượt con á là con muốn đi buôn, muốn làm ăn, chứ cha với má cứ ngăn cản kiểu này hoài, bởi vậy tôi mới đi đánh bài đá gà suốt vậy đó. Sao má nói miết hà, mà cái đầu của con không khôn lên chút nào hết vậy. Nè, con nghĩ đi, mà hồi nào tới giờ á, con ăn sung mặc sướng, có làm gì cực khổ bao giờ đâu mà đòi đi buôn. Chi bằng á, đợi thằng Phan nó đi làm trước, rồi nó mở đường, chừng nào mà nó ăn nên làm ra rồi á, thì lúc đó má sẽ nói với cha bay, kêu thằng Phan giao công việc làm ăn lại cho con, lúc đó là sẵn hết rồi, không có cực khổ gì nữa hết á. Với lại thằng Phan á là vẫn làm em, mà là con vợ nhỏ nữa, má nghĩ là nó sẽ biết thân biết phận mà giao công việc làm ăn lại cho con,
Và cái gì nó có thì con có, mà cái gì của nó cũng là của con hiểu chưa? Dạ hiểu, má nói chí phải. Bây giờ vậy nè, hai vợ chồng bay á, tính coi con Xuân Lan á, con á phải biết là bỏ hết cái tị hiềm để làm chuyện lớn. Liệu liệu á mà khuyên con Ngọc Lệ tự tay giao hết đất đai tài sản của cha mẹ để lại sang cho cha má quản lý giùm, biết chưa? Nhớ nhiệm vụ của bà đó nghe. Dạ con cảm ơn má. Ừ. Ai nấu cơm vậy? Dạ, dạ là con nấu đó cha. Ờ, dạ tại nhà hết tiền rồi. Còn có nhiều đó à. Ai nói là ở trong nhà này hết tiền hả? Tôi đó. Có ăn là mừng lắm rồi. Giờ này hả, gạo, củi, mắm, muối, cái gì nó cũng lên giá hết á. Mà nhà này á, lại có thêm miệng ăn thì làm gì mà có tiền mua thịt mua cá mà ăn chứ. Theo tôi nghĩ á, tới bây giờ á, con cái ai cũng lớn hết rồi thì mỗi đứa phải phụ một tay để cho cái nhà này có chi phí mà ăn uống chứ. Dạ thưa cha. Người nhà với nhau không hà, mà dám dúi tiền riêng á để dành dụm ăn riêng một mình hả? Rồi ăn bằng cái tiền nhà này hoài có sao đặng, đúng không? Ý bà muốn sao? Thì tôi cũng đang muốn hỏi ý cả nhà nè, coi sao. Rồi để gom góp tiền lại phụ chi phí ăn uống, sống chung một mái nhà mà. Sao? Con thấy sao Kim Phan? Ờ, dạ, má Lương nói đúng lắm. Dạ thưa cha, mỗi tháng vợ chồng con sẽ đóng góp vô tiền gạo với tiền cơm nước nhà mình á là 20 đồng tiền Đông Dương. 20 đồng Đông Dương? Có nhiều quá không? Trời ơi, con nó có ý tốt vậy rồi thì để nó đóng góp trong căn nhà này đi. Ông đừng có làm như vậy. Ông làm như vậy thì sao nó an tâm? Được, được rồi đó. Ngọc Lệ nè, dạ. Con á, từ nhỏ tới lớn chỉ biết ăn học rồi lấy chồng, làm sao biết được tiền đất. Mỗi tháng như vậy, mỗi năm người ta đóng mấy kỳ, rồi bị lừa hồi nào cũng không hay. Vậy đi, để cho má phụ một tay với con, rồi để con biết mỗi tháng mỗi năm tiền đất thu làm sao nghe chưa. Má thì cũng không có rành lắm đâu. Má có thằng cháu họ, nó chuyên đi thu tiền ruộng đất cho nhà của nó, cho nên là má mới nhờ nó giúp cho nhà con là như vậy đó. Con chỉ việc ngồi ở nhà, rồi mỗi tháng mỗi năm vậy đó, con chỉ việc gom tiền về là được rồi, được không? Người nhà với nhau mà, giúp được cái gì là má giúp cho con liền hà. Ý còn sao? Dạ, chuyện này hôm rồi chị dâu cũng có nói với con, nhưng mà con chưa có nghĩ tới. Ừ, thưa cha. Ờ, con có chút chuyện muốn thưa với cha. Người quen mối làm ăn của con á có nhập giải bên Tây về. Ừ. Con năn nỉ người ta xin một phần nhỏ để đem về nhà mình bán. Ừ. Bình thường á người ta không có cho đâu, bởi vì đây là hàng đẹp lộng lẫy, và người bán á nghĩ mình là hàng độc quyền nên không muốn đưa hàng ra tiệm người khác bán. Con đi theo xin phép mấy lần, họ cũng nể tình á, cho nên cũng để lại cho mình một ít để cho nhà mình bán đó cha. Ừ. Hàng đẹp á, chắc là để giá mắt ở trên trời đó hả? Mà ở cái xứ sở này nhỏ xíu bằng cái lỗ mũi vậy á, ai chịu bỏ tiền ra mua hàng mắc tiền? Dạ, bởi vậy cho nên con mới đắn đo lấy một ít về cho tiệm giải nhà mình thôi. Má Lớn cứ yên tâm, cả cái vùng này cũng bảo đảm không có ai bán cái loại giải giống như nhà mình đâu. Mình độc quyền cho nên mình nói giá nào cũng được, nhưng mà đối với người mua, khi người ta đã thích rồi thì bao nhiêu người ta cũng ngã tiền ra để người ta mua thôi. Cha, con cũng đã trả hết tiền giải rồi, mai á đi ké ghe người ta về. Nếu mà cha không nhận á, chắc thôi để con trả lại cho người ta. Đâu đâu, phải lấy chứ, lấy liền, cha tin vào cặp mắt của con. Ủa, vậy hả cha? Ờ, rồi còn chuyện đất đai sao con? Dạ. Hả? Rồi con tính sao? Dạ. Thôi 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 thôi, bà đi lấy rượu cho cha con tôi uống cái coi, còn mấy chuyện khác tính sao đi. Lan, đi lấy rượu đi.
Má. Đi đi. Nè, ăn cơm đi con. Dạ, dạ con mời cha. Ừ. Chào cậu ba. Ủa, anh là ai vậy? À, tôi là Tới. À, chú Bảy nghỉ làm lâu lắm rồi, giờ tôi làm thay cho ổng. Sao kỳ vậy? Tự nhiên chú Bảy nghỉ làm ngang xương vậy? Mấy ngày trước tôi thấy chú còn làm mà. À, chắc là chú Bảy bị chèn ép quá cho nên ông xin nghỉ việc đó mà. Thật lạ kỳ. À, thôi được rồi, nè tôi dẫn anh nè. Dạ. Dãy này á là dãy thu nhập bên Tây về. Tôi dạ. đã xếp ngay chỗ bắt mắt nhất rồi. Khách hàng vô á, anh phải giải thích cho khách hàng biết đây là dãy bên Tây, hàng hiếm, không mua là khách khác mua là mất hết đó, nghe chưa? Dạ. Nhớ lời tôi dặn đó. Dạ, cậu yên tâm. Dạ. Thằng Phan á, nó có nghi ngờ gì không? Dạ, con mời cô Hai. Cô Hai khỏi lo, thằng nhãi ranh nứt mắt, nó ra đời làm sao biết được cái vấn đề bán buôn. Cô Hai cứ yên tâm. Ừ. Chuyển giải tốt, qua bên nhà mình bán. Dạ. Kiếm được tiền á, mày dành dụm đưa lại cho thằng Hai. Bao nhiêu tiền lãi của tiệm này á, là ổng lấy ông bỏ túi riêng hết á. Sau này á, không chừng á là ổng chia cho cái thằng con quan đó hưởng nữa. Tao sống cuộc đời này đã đủ nghẹn uất rồi. Bây giờ á, tao vì thằng con của tao, không để mẹ con của nó trèo lên đầu lên cổ tao mà ngồi nữa. Dạ, dạ. Cô Hai tính trước vậy là đúng lắm. Con sẽ làm theo lời dặn của cô. Cô Hai cứ yên tâm mà đi chơi bài tẩy nha. Ừ. Này nè. Dạ. Khoan đã. Thưởng công cho mày nè. Dạ. Dạ con cảm ơn cô Hai. Anh Hai. Hả? Anh Hai. Ê, mày thấy tao hôm nay sao? Đẹp trai không? Anh lạ luôn vậy. Có bao giờ anh hỏi em về diện mạo của anh đâu. Thì hôm nay tao thích thì tao hỏi. Hôm nay tao bận đồ mới tao hỏi được không? Anh Hai nè, anh bị chi vậy? Sao thấy anh cứ sờ vô cái bụng hoài vậy? Thì tao bị cái chi chạy tía tao đi. Nhưng mà cha đang tìm mày á. Mày coi đi tìm cha đi. Coi cha kêu mày gì nha. Coi đi. Ủa, à vậy hả? Ừ. Dạ. Ừ. Lạ thiệt. Anh Hai nè, có cần chia sỏ gì không? Cha có kêu đâu mà kêu. Nè Minh. Dạ. Mình sao hớ hên vậy? Tiền bạc mà để trước đây ra sàn như vậy. Ủa, đâu có đâu Minh. Em đâu có để hớ hên vậy. Đời nào mà tiền bạc em để vậy mình. Tôi mới nhặt lên ở dưới sàn nhà nè. Mình coi cất đi. Chuyện gì vậy mình? Chuyện gì vậy? Hả? Trời ơi. Là chuyện gì? Sao? Mất hết rồi mình ơi. Mình nè. Ừ. Tiền bạc cha má cho mình để đâu hết rồi? Em để trong này nè mình. Mà bình thường em khóa lại cẩn thận lắm. Tại hồi nãy chị dâu kêu xuống bếp, rồi em lật đật cái em chạy đi, em quên khóa luôn đó mình. Thôi được rồi, mình bình tĩnh lại coi. Coi thiếu đủ hay là mình có cất đâu đó không? Dạ không. Có bao nhiêu em bỏ vô trong đây hết đó mình. Mà mình. Chuyện gì? Em xin lỗi mình. Cái đồng hồ của mình. Hả?
em cũng bỏ vô trong này luôn. Trời ơi, ông Minh nè, mình nói sao? Mình nói là chị hai kêu mình xuống nấu cơm. Dạ. Ủa, mình đi đâu vậy mình? Chị ơi, chị ơi, chị đứng ở đó cho tôi nha. Chị trả lại đồ cho vợ tôi kia lập tức. Nè, thằng Phát. Nè, chú Ba, giữa ba ngày ban mặt, chú nắm tay tôi vậy, không sợ thiên hạ dị nghị hả? Nè, mày bỏ ra trả đồ cho vợ tôi. Mày buông ra con Phát. Mày làm gì vậy Phát? Cho vợ anh trả đồ cho vợ tôi đi. Mày nghĩ sao mà vợ chồng tao lấy đồ của mày? Chị dâu ơi, nếu chị có lỡ lấy cái gì của em á thì chị trả lại cho em đi chị. Cái đó là của cha má em để lại cho em mà chị. Nè, hóa ra là đổ thừa tôi ăn cắp hả? Nghĩ sao vậy? Trời đất ơi là trời, cha má ơi ra đây mà coi nè. Đổ thừa con ăn cắp nè cha má ơi. Cha má ơi ra đây coi nè. Em, cái gì mà ôm sòm vậy? Giờ má coi nè, giữa ban ngày ban mặt, thằng Phan nè nó nắm tay vợ con rồi nó la làng lai xóm hô vợ con ăn cắp đồ. Mày nghĩ mày sao vậy Phan? Dạ, hồi nãy tại chị dâu kêu con vô bếp nấu cơm, xong rồi con quay lại cái dòng vàng tiền bạc cha má con để lại mất hết rồi. Má ơi, không phải chị dâu lấy chứ ai lấy? Không, tôi có lấy. Má ơi thiệt, con có lấy. Đường đường con là con gái nhà giàu mà cưới con về cho anh hai mà vợ chồng chú đủ thừa con ăn cắp. Đúng rồi đó, má xem xét lại chuyện này đi. Chứng cứ đâu, bằng cớ đâu? Rồi, có không? Chứng cứ đâu? Này nè, cái vòng tay này là cha má con để lại cho con nè má. Chị à, chị có lỡ lấy, làm ơn trả lại cho tôi đi chị dâu. Ai nói cái vòng này là của nhà cô? Cái này là của anh hai mua cho tôi. Vòng tôi mua đó. Không, trả lại đây. Không, trả lại đây cho tôi. Cái này là của cha má tôi để lại cho tôi. Trả lại nha. Mày bỏ đi. Mày, người muốn nhà mà lý lộn là sao? Trời ơi, ông mới là ông. Ông coi tụi nó quánh nhau kìa. Hai tụi nó quánh nhau đi. Trời ơi, mày là em, tại sao dám đánh anh như vậy? Hả? Nó đánh luôn gì hai đứa kìa. Thôi, không có gì con ở đâu vậy? Chặt tôi đó. Nó giảm được. Chặt tôi đó. Mày, mày. Ông ơi, tôi lại không đánh nó. Sao vậy nè? Nó xỉu rồi nè. Trời ơi, chặt tôi đi. Chặt tôi. Lan ơi Lan, không có sao không Lan? Lan ơi Lan, thằng Quang nó làm vợ con như vậy nè cha ơi. Trời ơi, hết rồi. Mày hại chị dâu mày rồi kia. Cái thằng khốn nạn. Trời ơi. Trời ơi, cứu vợ con cha ơi. Ơi trời. Mai á, là thầy thuốc nói á, bị chấn động cho nên cái thai á không bị động nhiều, còn giữ lại được. Nhưng mà phải nằm yên trên giường vậy nè, để nghỉ ngơi dưỡng thai biết chưa? Má coi sao á, tôi nói chuyện này nha. Má làm sao má làm á, má đuổi hết mẹ con của thằng trời đánh đó đi. Chút xíu nữa nó làm tôi đi theo ông theo bà luôn rồi đó. Chứ không phải tôi còn ngồi ở đây mà tôi quạt cho mợ của tôi đâu. Nếu mà vợ chồng bấy á không tham tiền của vợ chồng nó thì vợ chồng nó đâu có điên lên như vậy. Bộ bê tưởng mắt người ta không thấy được những hành động xấu xa của vợ chồng bấy hay sao? Tao chưa có thấy ai mà ngu như bấy. Đã ăn cắp rồi mà đeo cái vòng vô tay. Trời ơi, cái người mà có ngu á thì cũng biết chắc chắn đó là mày. Thủ phạm lẻn vào phòng người ta, mở cái rương người ta ra ăn cắp đồ. Chưa ai ngu như nó. Cũng may là cháu nội tôi còn giữ được á, chứ không thôi tụi mày chết á. Nè, cái vòng của má nó nè, để con lột ra con đưa cho má luôn. Thôi, để cho nó đeo đi, nó an tâm mà nó dưỡng thai. Tiền đâu, vàng đâu? Tiền gì má? Trời đất ơi, còn giỡn với tao nữa hả? Đưa ra. Ngu sao đưa cho bà hết được. Buông ra. Lần sau là không được tái má tiền bạc của người ta nghe chưa? Tại vì lần này vợ mày có thai cho nên ta bỏ qua nghe chưa? Người nhà với nhau chỉ cần nói ra ngu ra khoai là được rồi. Mà vợ chồng của thằng Phan nó cũng quá lắm. Ở đâu ra mà dám hỗn hào đánh luôn anh hai của mình vậy? Đúng là con hư tại mẹ mà. Cái gì cũng đổ thừa tôi, cái gì đổ thừa tôi, nghe chưa? Thôi, an tâm mà dưỡng thai đi.